thấy đây nguyện thứ 18 này chỉ ra cái cách rốt ráo nhất tại sao nói gì thì nói tu cái điều dễ bán sanh nhất và nằm ở nguyện thứ 18 này đúng không quý vị mấy cái điều nguyện khác nói nói về đó có cái này về đó có kia với như về đó được y phục về đó được không đọa ba đường ác nhưng mà tóm lại có về được hay không không về thì thôi Tôi nghĩ cái kia nói trở thành bánh vẽ thôi đúng không đâu có được gì đâu thì về thì lấy này ngào thì nguyện 18 này đó, giống như nói quý vị qua Mỹ đi à, bên Mỹ có nhà cửa rồi xe tôi mua cho chị hết tôi tặng cho chị nha đó, tôi tặng cho chị nè xe ô tô này chị qua Mỹ đi tôi tặng cho chị máy bay luôn nè bên Mỹ muốn mua máy bay cũng được mà tặng máy bay nè xe ô tô nè mấy căn nhà nè vân vân à, chị cứ qua đây là tôi cho hết nhưng mà khổ nổi bà đó qua nó qua được đâu Chị hiểu không cái quan trọng là giúp người ta đi qua được thì người ta mới nhận được mình nói tây phương ngừng lạc là có nào là có thọ mạng vô lượng quang minh vô lượng nè nhất định thành phật nè một đời rốt ráo thành phật nè không phải đi làm nè y phục tự đến là vân vân rồi đi cúng dường mười phương chư phật kể ra bao nhiêu nguyện như vậy đúng rồi nhưng mà tóm lại có về được hay không thì về được mới là quan trọng vậy thì nguyện nào giúp chúng ta về được đó chính là nguyện thứ 18 Mươi niệm chắc chắn bản sanh chỉ gói gọn lại cho nên cái cuối cùng á đi đi qua được thì phải chỉ cho bà đó làm sao có cái giấy visa có visa đi qua mỹ được đúng không kiểu vậy đó thì cũng thế, thế. cho nên visa là gì nhập cảnh à, bây giờ không có visa là không đi được vậy visa của tây phương lạc nằm ở nguyện thứ 18 tám mà nguyện gọn mà quý vị đó chúng ta ôn lại đúng không khi con thành Phật đó mười phương chúng sanh nghe danh hiệu con chỉ cần trí tâm tính nhạo tức là hết lòng tin nưa thôi tin thích thích về đó à, có sở hữu thiện căn là có bao nhiêu thiện căn bao nhiêu căn lành tâm tâm hồi hướng đó là hết lòng hồi hướng nguyện sanh cõi con đó, và cuối cùng đó là tính nguyện rồi cuối cùng mình nãi chí thập niệm thôi làm cho mười niệm thôi là được quán sanh rồi cho nên đó là phương tiện lúc ráo chứ quý vị tu không có phương tiện nào dễ hơn không tu tứ niệm xứ tu tất cả gì cũng khó chứ cũng phải cần thời gian đó phải tu tu hoài không biết nữa bao đắt nữa nhiều người nói thì sao thầy hình như thời nay tu không đắt khó quá thì ra nói không phải khó thì do mình tu cũng nổi chứ pháp phật cũng vậy thôi quý vị thử một ngày mà chánh niệm rõ ràng hơn giờ không như, như thế này hàng ngày quý vị sống đã thấy thế giới này là giả chưa đã thấy nhân quả nó rõ ràng chưa hay là vừa có chuyện đứa con nó có chuyện chút xíu à, cái mình kêu, ô con ơi con có sao vậy thôi Vân lo lắng rồi tức là mình vẫn chưa sống trong cái nhân quả cái giáo lý nhà phật được mình nó người theo đời rồi cái ông chồng ông chửi cái, cái tức ông chồng cái cũng... gớm đâu có nghĩ ông giả đâu đâu có nghĩ à, nghiệp báo rồi tới nhà đòi nợ trả nợ rồi như và thử nói nó không tin phật nói không tin tức là mình vẫn chưa sống được với chánh niệm đó quý vị và nên nhớ nha nếu quý vị học tứ niệm xứ đó học tứ niệm xứ thì cái người sống chánh niệm với cái người sống thiện niệm đố quý vị người nào tốt hơn cái người chánh niệm với người thiện niệm người nào tốt hơn ở đây thiện cam phải phân tích thế nào chánh niệm thế nào là thiện niệm thiện niệm có nghĩa là quý vị có toàn nghĩ những điều tốt ví dụ nghĩ à chút nữa ăn uống ngon lành à, vân vân cái đồ ăn này cũng ngon đồ kia cũng ngon cái gì cũng ngon tốt đẹp hết tức là mình nghĩ toàn là ý niệm tốt và mình nghĩ người kia tốt người này tốt vân vân à, tức là toàn bộ là thiện niệm à, tức là mình nghĩ toàn điều tốt không mà người người nào ờ ừ, cái bà đã tốt quá bà này tốt cái ai cũng tốt ông thầy đã tốt cái điểm tốt nói chung là Mà ngày mình nghĩ toàn điều tốt còn cái người chánh niệm là sao họ cũng có những cái lúc họ sân lên họ biết họ sân họ có lúc thì họ tham họ biết họ tham có lúc thì họ thấy là ờ tôi đang rất rõ ràng trong cái, đấy tôi làm việc này không có tham không có sân tôi thấy là tôi cái cái việc này tôi rất là tự bi À, cái việc này tôi thấy tôi không có từ bi đó thì cái đó gọi là chánh niệm chánh niệm có nghĩa là gì chánh niệm là mình rõ ràng sáng suốt trong từng cái hành động từng cái ý niệm của mình thì hai người đó đó quả báo khác nhau nha quý vị quả báo khác nhau người thiện niệm nhiều thiện niệm suốt thì nếu như quý vị tệ tệ cũng khá khá thôi sơ sơ đó cũng lên khỏi các cao trời mà nếu thậm cái cao nữa lên các cái trời cao nữa à, thậm chí các đất thiền được không? còn người chánh niệm thì ra khỏi sinh tử cái này là đừng nhầm nha đừng nhầm nha rất nhiều người sai lầm chỗ này nha cái này mà học không học chánh niệm không học tứ điểm xứ là bị sai cái này tức là cái cái thiền quán là gì tôi phải biết tâm mình cho nên mấy người mà tu lâu năm rồi đó mà cứ gặp chuyện gì cái bắt đầu chạy theo đó hồi quên mất giống như cái đồng tu cái thỉnh thoảng nhắn cho tiền gàng một mớ tin nhắn là hồi cái thu hồi lại nghĩ lại không nên tức là mình quên mình thất niệm nếu mà quên mình thất niệm mình nhắn một hồi dài dằng dặc một trời tin nhắn xong một hồi mới thu là sao sao mình không nhớ ngay là ờ à, cái này tin nhắn này không nên nhắn nhắn mình nhắn nhầm một tin hai tin thôi chứ nhắn gì chứ nhiều điều để một hội nhớ đó là thất niệm thì người thất niệm á, thông thường là đi ở cảm cả cảnh dưới thấp chứ không cái cao được còn cái người mà thiện niệm nhiều nhưng mà thường người đó phiền não nhiều còn mấy người mà nghĩ thiện niệm nhiều cũng khó lắm còn là người cũng khá, cũng chánh niệm cũng khá khá mới thiện niệm được nên là thà thiện niệm cho nên ở trong kinh á kinh Đà hà bữa nào thiện căn trách dẫn đức phật nói thà nằm ngủ thà ngủ đi thà nằm ngủ còn hơn là tâm tán loạn quý vị nghe cho kỹ nha trong cái na hàm thà ngủ quý vị ngủ rồi, quý vị đâu nghĩ gì đâu còn đỡ hơn là tâm tán loạn cái tâm tán loạn đó nó đọa hơn là cái tâm ngủ à, quý vị nghe đó nha cho nên là phải cẩn thận giữ ý niệm mà chúng ta giữ ý niệm chúng ta là niệm phật cái hàng ngày chúng ta cố gắng chúng ta thử niệm Phật còn không còn không nhớ niệm pháp nhớ rất rõ ràng làm gì biết làm gì. tôi sân biết tôi sân tôi si biết tôi si tôi tham biết tôi tham tôi biết tư tôi tâm tôi từ bi tôi đang cái gì và thật ra cái người sống chánh niệm lâu ngày á thì thế nào quý vị họ tự động họ điều chỉnh những cái 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 sai của họ dần dần họ vừa chánh niệm vừa thiện niệm họ có và khi cái chánh niệm nó đủ mức độ duy trì cái nào đó là quý vị đắc quả nên nhớ sơ quả tu đồ hoàng họ vẫn còn thế nào quý vị còn tham không tham còn tham còn sơ quả tu Đà hoàng nó có hết tham đâu nhị quả tư đà hàm mới gọi là gì làm giảm được hai cái kiết sử nữa là tham và sân cho nên đừng có nói người đó mình cái mình không có tham xin lỗi quý vị chưa có tham được đâu quý vị nên tam quả à tam quả an hàm mới hết tham hết sân đó quý vị còn xin ngã mạng quý vị hơi a la hán đó cho nên đừng có đánh giá người ta thấy ơ mấy th người đó sao ngã mạng quá xin lỗi người ta cũng không chưa a la hán mình cũng chưa thật ra cô chưa có duyên đến đâu không nó duyên mình còn ngã hơn người ta đúng không mình có duyên cái sân mình sân hơn người ta mình tham hơn người ta chưa biết chưa có bài test thật ra là mỗi người có một cái tham khác nhau mỗi người có một cái sân khác nhau chưa dò trúng sống đó thôi đúng không quý vị dò có người gì vì vật chất quá nhiều rồi nhà họ gia đình giàu có đầy đủ cho nên họ không có tham vật chất có người không tham đó là tại vì họ đầy đủ rồi thân như nữa, còn người kia không có, nhà nghèo đó nó cần có nhiều nhu cầu cho nên nào tham vật chất. Còn danh người ta có rồi cho nên người ta không tham danh, người ta nghĩ danh mệt quá, không tham. Còn người chưa có thì tham danh. Danh trong sạch danh gì đó vân vân khó lắm. Cho nên còn sân á khi khi nào sân khi mà tham không được, tức là cái cái muốn mình không được thì tức, đúng không? cho nên những cái sân á chứng tỏ là sân với, tha, với, với tham dũng đi chung với nhau là vậy quý vị thấy không hai hạ phần kiết sử đó nó tại sao nó đoạn một lúc là vậy đó phải không là tại vì hai thằng đó đi chung với nhau à, mình học lâu rồi mình mới hiểu được điều gì đó cho nên khó lắm sơ quả tôi đồ hoàng chưa nhị à, quả mới giảm bớt thôi tam quả mới hết còn ngã mạng rồi thôi đợi tứ tứ quả là tháng hán đi nha đó cho nên đừng có đánh giá người kia ừ cái ông thầy đã ngã mạng quá ừ thì ngã mạng quá mình cũng ngã mạng luôn tại vì mình đang có đánh giá đó khi còn có so, so sánh hơn thua So sánh này kia trên dưới vân vân đó là ngã mạng nó thuộc mạng hồi bữa mình học bên kia rồi nha cho nên đấy tự nhiên khó ha khó tất nhiên các phương pháp tất nhiên giữ giới nó giảm được tham sân si giữ giới mà giữ có được đâu người giữ được giữ càng nhiều nó đi giảm tu thiền tu niệm phật nghe pháp nhiều mỗi thứ nó đều giảm tham sân si đều giảm hết nhưng mà nó giảm thôi nó giảm còn quý vị dùng dụng công rút ráo thế nào thật ra là cái chánh niệm người càng chánh niệm tức là biết rất rõ từng suy nghĩ của mình từng hành động của mình người đó giảm nhanh nhất đúng không quý vị Thế còn mà quý vị nghe ờ à, giữ giới nhưng mà số nói giữ giới thì quý vị cũng phải nhớ giữ giới nhiều khi quên mất đúng không bữa này thọ bác con trai à, thọ xong rồi lát sau khi... vô trong nhà à, mà cũng hai ba giờ chiều ngủ à, rồi vô đó kì ô oh, thấy cái đem ra trà sữa trân châu đem tới đúng không đâu đâu á ở bên này thì không có nhưng mà chắc là việt nam gì trà sữa trân châu đó, người ta mời chỉ chỉ bữa nay uống trà sữa trân châu ngon quá uống ra uống xong họ nhớ, Ủa, bữa nay mình thọ bác con trai mà, nên chưa đó đó là gì thất niệm không nhớ, người giữ giới được á là thật ra là họ phải nhớ, rồi vừa mới cái thứ thầy con thọ bác con trai, chút xíu thôi nó lên mạng đăng facebook đăng, khoe đó là, đó là tức đó là quên mất rồi, mình giữ không được, cái cái nào mình rất là có người khoe thiện trang á, thứ thầy con bữa nay con thọ bác con trai, thọ bác con trai mà vô rồi nhắn tin là kể lễ chuyện gia đình này kia một trời chuyện con con thế này kia kia đâu có thọ giới đâu giữ đó được đâu có nghĩa là trong mấy giới của bác con trai đều là trì tâm như chân nhân con một ngày một đêm giữ giới giữ tâm như chân nhân mà tâm chân nhân cái kiểu gì mà toàn chuyện gia đình không à đâu phải đâu đúng không chưa nó giữ tâm như chân nhân là chân a la hán mà chân nhân là a la hán ở trong kinh nói rõ luôn có tại chỗ ghi rõ luôn là giữ tâm như a la hán à, thì không được nói chung cái công phu chánh niệm không có chánh niệm có là vừa nghĩ ý tưởng đó mình biết à cái này sai rồi cái này ta đang tu mà không phải ở này đang tu Ngày, ta là người học pháp rồi cho nên cái đấy là biết niệm ta bậy rồi đúng không cha đó cho nên chánh niệm lâu ngày quý vị xin nói với quý vị quý vị đắc được thiền quán và đắc luôn cả thiền chỉ từ từ đắc nó đắc chậm nhưng mà nó đắc, từ từ nó đắc thiền quán mạnh và nó đắc dần dần rồi khi đó chánh niệm nó ràng cái trí huệ nó sanh phiền não nó giảm tham sân si nó bớt quý vị hiểu không và xin nói với quý vị giới những cái giới nhỏ nó 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 sẽ trì vẫn chưa được giới lớn mà mình trì được rồi nhưng mà những giới nhỏ như sơ quả tôi đào hoàng giữ được cái giới lớn thôi vừa giới nhỏ thì vẫn còn chưa ở đâu từ, từ từ rồi nó mới giữ được Đấy, cho nên mình học á mình mới hiểu được à, cho nên còn mình nó giữ chẳng qua cho hứa hoàn cảnh thì có cho hoàn cảnh rồi mới biết luyện giữ được không